Vâng, xin chào các bác đến với kênh xe đạp, và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe Touring Carbon. Dòng xe Touring có giảm xóc Motachi. Đây một mẫu xe trước đây em về cũng được một vài chiếc rồi, hôm nay em về một chiếc nữa. Vâng, đây là một mẫu Touring Carbon các bác nhé. Rất hiếm khi em về với dòng xe Touring Carbon. Sử dụng cấu hình full của Shimano. Vâng, xem vào đánh giá chiếc xe. Nói về thương hiệu Motachi thì đây là một thương hiệu rất là nổi tiếng của Ý các bác nhé. Với mẫu xe này thì trước đây em đã từng review qua rồi. Một xe Touring có giảm xóc Carbon, may vào đạn cuối nổ. Mình sẽ lướt qua hình thức chiếc xe này. Vẫn là tông màu vàng đen, trước đây em đã từng về. Trên khung xe ghi khung carbon các bác nhé. Đây dòng xe Touring có giảm xóc carbon. Chiếc xe rất tốt, đi lên sườn các bác nhé. Yên bản to, rất là êm. Xe trang bị phủ đề của Shimano Antuk. Và bộ đùi đĩa 2 tầng của Shimano. Gạt đĩa của Alivio các bác nhé. Xích và lip em đánh giá còn rất là tốt. Chữ M biểu tượng của hãng Motachi. Xe được trang bị bộ tay bấm xả 9 tốc độ của Shimano Antuk các bác nhé. Và phía bên tay phải em là bên đĩa 2 tốc độ cho xe 18 tốc độ các bác thay đổi. Và phanh đĩa dầu thủy lực của Shimano. Xe trang bị giảm xóc. Chiếc xe rất phù hợp các bác mà đi những đường đồi núi, đường xấu, và cũng đi đường phố thanh cảnh. Chiếc xe được phù hợp. Giảm xóc các bác đỡ đau tay đi những đường xấu. Xe được trang bị bộ vành 700 và cỡ lốp là 30C các bác nhé. 30C lốp thông dụng của dòng xe Touring. Bê đan mặc đạ. Vâng, bây giờ sẽ đi vào đo chiều cao size đứng của xe. Xe có chiều cao size đứng là 43. Và 54 là chiều ngang. 1m6 đến 1m7 đi vừa chiếc xe này. 1m73 cũng đi vừa các bác nhé. Với 9 tầng lip. Lên lip. Xuống lip. Vâng,
Bên tay phải bộ đùi đĩa 2 tầng của Shimano. Lên đĩa, xuống đĩa. Máy ơ bạc đạn, cối đổ. Đánh quay rất là bon các bác nhé. Vâng, và em vừa review trong chiếc xe carbon, chiếc xe touring carbon đến từ thương hiệu của Ý Motachi, được trang bị bộ chuyển động của Shimano Antut và bộ vành Mayer cối nổ. Chiếc xe được bán tại cửa hàng mức giá là 9.8 triệu, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm nhắn tin Zalo 0975709903 để xem hình ảnh chi tiết chiếc xe. Lên YouTube theo danh Kia Xe Đạp và nhấn chiếc chuông để được nhận những thông báo về những chiếc xe đẹp có tại của em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác theo dõi video.